Ôi ôi. Cái gì rơi nhỉ? Cái dép không ạ? Dép à, máy con rửa mấy ảnh. Cái dép rơi. Ông cho cái nhạc khác đi. Để nó cứ nói chuyện này máy, anh đang quay đấy nhá. Thế nào về ô tô à? Vâng, mẹ con ở ô tô. Thế Tuấn về không? Không. À, hai mẹ con về? Vâng. Chơi gì? À, và bố thường là cái chỗ cái nhà là bán quần tì mới nó đến chơi hôm qua nó gọi điện thoại nó bảo đến mới không thấy chơi mà không thấy tổ con phải về con ai không dưới đang còn đâu à quay đi nhá, nói chuyện đi thoải mái. Ok, tắm hoa chiều. Bà là bà biết không? Ở nhà con view pháo hoa. Không sang cái âm thanh của quay. Đấy là sao không view pháo hoa? Nhà nào cũng nổ cừ. Bye.
nhá. Rồi, về đi. Nhớ về. Đi.